Sở hữu điểm số đô ban dẫn đầu các phim đa mỹ hoa ngữ chuyển thể trong thời điểm hiện tại, Sơn Hà Lệnh Thì Nhà Khách đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất những ngày qua. Chàng cốc chủ kèo trên Ôn Khách Hành do Cung Tuấn thủ vai cũng theo đó nhận được nhiều cảm tình từ khán giả. Cung Tuấn là diễn viên điển trai, thể hiện khí chất soái ca qua các bộ phim Cưới Thời Mỹ Mãn Ngọt Ngào Của Chúng Ta Bắt Đầu Yêu Sau Khi Cưới, Thiên Kim Háo Sắc. Nhưng đặc biệt gây ấn tượng qua hai tác phẩm đa mỹ là Sơn Hà Lệnh và Thịnh Thế. Giữa một rừng tài nguyên trong hoa ngữ, thế nhưng Cung Tuấn không quá chật vật để khẳng định tên tuổi của mình. Chính do thực lực ngày càng nâng cao đã giúp anh dần chiếm được vị trí trong lòng khán giả cũng như tại giới showbiz. Tân Mỹ Nam Cổ Trang Mới Của Làng Giải Trí Hoa Ngữ. Cung Tuấn sinh ngày 29 tháng 11 năm 1992 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 2015, Cung Tuấn bắt đầu gia nhập vào làng giải trí Trung Quốc với vai diễn đầu tay trong bộ phim Đào Kiếm Liễu Loạn. Đến năm 2017, tên tuổi nam diễn viên trở nên phổ biến hơn thông qua vai phụ thập nhất hoàng tử Nguyên Triệt trong Túy Linh Lung. Kể từ năm 2018, nhân khí của Cung Tuấn trở nên tốt hơn. Anh có cơ hội đóng nhiều bộ phim như Art On, Nghệ Thuật Sinh, Mộng Huyễn Tây Du, Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu, Cưới Thời Thanh Xuân Mỹ Mãn Ngọt Ngào Của Chúng Ta. Đặc biệt với hai tác phẩm Tuyệt Thế Thiên Kim vai Uyên Thần Vương Chung Vô Mị và Cô Gái Nhìn Thấy Mùi Hương vai Lục Vi Tâm đã cho khán giả thấy rõ năng lực ngày càng tiến bộ và có dấu ấn riêng của Cung Tuấn. Đến năm 2020, Cung Tuấn bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi vào vai nam chính của hai bộ phim lần lượt là Chung Vô Mị trong Thiên Kim Háo Sắc và vai bác sĩ có ngoại hình như Thư Sinh Tỏa Nắng, Ngoài Lạnh Trong Nóng, Lăng Duệ trong Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu, phát sóng trên Mango TV. Khả năng diễn xuất và tạo chemistry với bạn diễn của anh cũng được đánh giá cao thông qua những đoạn cắt của phim. Đầu năm 2021, Sơn Hà Lệnh Thì Nhà Khách chính thức lên sóng trên Youku và đã nhận được rất nhiều sự chú ý ngay từ những tập đầu tiên. Cung Tuấn từ một chàng trai với ngoại hình thư sinh lại lật kèo đóng vai công, khiến cư dân mạng không khỏi tò mò và thích thú. Tuy vậy, nhưng nam diễn viên quả thực diễn ra đúng chất vai công, còn được cư dân mạng gọi vui là ôn kèo chó. Ngắm nhan sắc cùng ánh mắt thâm tình của anh chàng dành cho mỹ nhân Chu Tử Thư khiến khán giả không khỏi suýt xoa. Với vai quỷ cốc Ôn Khách Hành này, Cung Tuấn được kỳ vọng sẽ làm nên thành công, thắp sáng sự nghiệp của mình. Bên cạnh Sơn Hà Lệnh, hiện vẫn đang phát sóng mỗi ngày, Cung Tuấn còn tham gia diễn xuất trong bộ phim Xin Chào Ngọn Lửa Xanh thuộc đề tài quân đội. Các fan không khỏi háo hức trước tạo hình của chàng quân nhân. Bên cạnh đó, nhan sắc của Cung Tuấn cũng là vấn đề đáng bàn. Anh được đánh giá là mỹ nam có ngoại hình nam tính, trẻ trung, nhan sắc mang phần tinh nghịch, chiều cao lý tưởng 1m87. Với sắc vóc đầy ưu điểm như vậy đã giúp Cung Tuấn dễ dàng tỏa sáng trong tạo hình cổ trang hay hiện đại. Đặc biệt, khí chất của anh trở nên thu hút hơn rất nhiều khi diện lên mình bộ cổ phục. Bởi vậy, Cung Tuấn được khán giả ưu ái, mệnh danh là một trong tân tứ mỹ nam cổ trang bên cạnh Trương Triết Hạng, Nhậm Gia Luân và Thanh Nghị. Được săn đón điên đảo sau Sơn Hà Lệnh. Trong Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn đảm nhận vai cốc chủ quỷ cốc Ôn Khách Hành, vừa đào hoa, lãng tử, vừa nghịch ngợm, tinh ranh, thích ăn đồ hũ của Chu Tử Thư, nhưng cũng không kém phần lả lơi, điên cuồng. Cũng giống như bạn diễn của mình, ở những tập đầu tiên của Sơn Hà Lệnh, khán giả tuy cảm thấy Cung Tuấn đã diễn tròn vai, lại chưa thực sự đạt đến mức cảm được vai diễn, sống trong vai diễn như bọn họ hy vọng. Thế nhưng ở những phân cảnh sau này, nam diễn viên đã hoàn toàn trở thành một Ôn Khách Hành thực thụ, lúc thì bám đuôi A Tự, lúc thì chai mặt chọc giận A Tự, lúc lại lả lơi, điên điên khùng khùng, đúng chất một quỷ chúa thống lĩnh 3.000 ác quỷ. Hoàn toàn là một con sói sẵn sàng vô lấy con mồi trước mặt kẻ lạ, nhưng lại như cuốn con trước mặt Rus của mình. Đặc biệt là nụ cười thương hiệu đầy âm hiểm khiến người khác run sợ trong tập 10. Ít ai biết rằng, Cung Tuấn chỉ là sự lựa chọn thứ hai của đoàn làm phim Thiên Nhai Khách. Được biết, người thủ vai Ôn Khách Hành ban đầu không phải là Cung Tuấn, mà lại là nam diễn viên Lý Đại Côn. Tuy nhiên, anh đã xin rút khỏi đoàn làm phim với lý do bản thân không phù hợp với vai diễn này. Cung Tuấn chia sẻ về việc ghép đôi, tất cả là vì kiếm tiền. Đã đóng tới hai phim đam mỹ, nên Cung Tuấn hiểu rõ về siết couple hơn ai hết. Sau khi tạo được dấu ấn nhờ hai tác phẩm ngôn tình, Cưới Thời Thanh Xuân Mỹ Mãn Của Chúng Ta và Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu, Cung Tuấn tiếp tục gặt hái thành công nhờ vai diễn đẹp mà điên, Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh. Cũng giống như Trấn Hồn hay Trần Tình Lệnh, khi bắt đầu lên sóng, người hâm mộ phim không chỉ đẩy thuyền Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư trong Sơn Hà Lệnh, mà còn nhiệt tình ghép đôi Cung Tuấn và Trương Triết Hạng, nhất là khi cả hai có những tương tác hết sức ngọt ngào trong hậu trường phim. Và trả lời cho câu hỏi, bạn thấy thế nào về việc siết couple trong buổi phỏng vấn? Nam diễn viên họ Cung đã chia sẻ hóm hỉnh, các bạn cứ ghép đi, thích ghép thế nào cũng được, mọi người vui vẻ là tốt rồi. Ngay sau đó, khi bị phóng viên truy vấn, tóm lại là vì công việc đúng không? Cung Tuấn tiếp tục đáp, thô nhưng thật, tất cả cũng bởi kiếm tiền mà thôi. Câu trả lời của Cung Tuấn vừa hài hước vừa thẳng thắn, như lời cảnh tỉnh dành cho khán giả, mong họ bớt làm quá mối quan hệ giữa các diễn viên. Có khá nhiều trường hợp như Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu hay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã có động thái né tránh tương tác với nhau bởi fan hâm mộ cá nhân và fan hâm mộ couple liên tục gây hấn trên mạng xã hội. Với Cung Tuấn, việc ghép đôi các diễn viên bước ra từ phim đam mỹ hoặc phim song nam chủ,
phim có nhiều hint nam không phải là chuyện quá xa lạ. Trước khi đạt được thành công như hiện tại, cùng Tuấn từng tham gia vào Boy Love Hàng Thật Giá Thật Thịnh Thế. Vào thời điểm đó, khán giả cũng ship anh chàng với bạn diễn Từ Phong. Nghi án phim giả tin thật với Châu Vũ Đồng. Bộ phim Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu do Châu Vũ Đồng và Cung Tuấn đảm nhận vai nam nữ chính, nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả từ những ngày đầu tiên phát sóng. Khác với những đề tài trước là nam chủ tịch, nữ nhân viên, bộ phim tâm lý tình cảm hiện đại xoay quanh một nữ chủ tịch tập đoàn nội thất Lộc Phương Ninh xinh đẹp nhưng tính tình hổng hách lạnh lùng. Cô bị gia đình ép lấy chồng nên đã phải đi tìm đối tượng phù hợp trong khi cô chưa sẵn sàng. Trong một lần vô tình, cô đã nhắm trúng anh chàng bác sĩ đẹp trai Lan Duệ và cả hai nhanh chóng trở thành vợ chồng sau vài tuần làm quen. Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu thành công như thế là vì có sự hợp tác ăn ý của hai diễn viên chính trong phim. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp đôi mà cả hai còn sở hữu khả năng diễn xuất tốt. Nhiều khán giả cho rằng phân cảnh trong phim của cặp đôi ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết. Trong video hậu trường, khi Châu Vũ Đồng chưa thoát khỏi vai diễn mà vẫn khóc thì Cung Tuấn đã chạy đến ôm bạn diễn nhằm an ủi cô. Dù không phải là cảnh quay trong phim nhưng nam chính vẫn nở nụ cười ấm áp, ôm bạn diễn của mình vào lòng. Chính vì những hình ảnh này mà nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ của hai người họ. Liệu rằng câu chuyện phim giả tình thật đã xảy ra với hai diễn viên chính của Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu rồi hay chăng? Bị anti-fan hãm hại, Photoshop bôi nhọ danh dự. Gần đây, một số cư dân mạng đã đăng tải hay lan truyền hình ảnh Cung Tuấn bị Photoshop lên Weibo, Douban và các nền tảng khác. Bức ảnh bị giả mạo, cố tình bị đặt những tin đồn sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự của Cung Tuấn, khiến dư luận gièm pha, nghi ngờ nhân cách của nam diễn viên. Bức ảnh gốc là ảnh của Cung Tuấn được chụp vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, nhưng nó đã bị những kẻ ác ý chỉnh sửa, biến thành ảnh khỏa thân. Thậm chí, bức ảnh còn đính kèm dòng chữ thiếu đạo đức to tướng ngay giữa ảnh, khiến tên tuổi của Cung Tuấn bị ảnh hưởng nặng nề. Sự việc này đã gây ra cuộc tranh cãi lớn trên các trang mạng. Fan hâm mộ nhanh chóng làm rõ, thanh minh cho thần tượng, tìm ra bức ảnh gốc, đòi lại công bằng và danh dự cho nam diễn viên. Sau khi sự việc xảy ra, phía ngôi sao Sơn Hà Lệnh đã lập tức phản hồi, yêu cầu những kẻ tạo ra hình ảnh này phải xóa ảnh ngay lập tức, chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Hiện tại, mức độ nổi tiếng của Cung Tuấn đã tăng nhanh chóng mặt nhờ vào thành công của bộ phim Sơn Hà Lệnh giành đóng chính. Nổi tiếng thường dính phải thị phi, hoặc đây là những chiêu trò hãm hại đến từ đối thủ nhằm hạ bệ Cung Tuấn khi thấy anh bất ngờ trở thành ngôi sao sáng tại showbiz chỉ trong thời gian ngắn. Vốn đã làm không ít fan nữ siêu lòng sau vai bác sĩ Lan Duệ, lại thêm vai ôn cốc chủ vô liêm sĩ dính người trong Sơn Hà Lệnh, càng khiến cư dân mạng đảo điên vì anh chàng. Được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ có tiềm năng, hy vọng Sơn Hà Lệnh sẽ là một cú bật giúp tên tuổi Cung Tuấn có chỗ đứng vững chắc hơn trong làng giải trí xứ Trung.